Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 46, Giá y quỷ dị. Trong lòng Tần Hoan biết người chết như đèn tắt, từ xưa phụ thân cũng đã dạy nàng như vậy, trên đời này tuyệt đối không có chuyện ma quỷ. Nhưng mặc dù tâm tính tương rắn như nàng thì lúc này ra đầu nàng cũng run bần bật, lông tơ dựng đứng tiểu thư, đó là... Hu hu hu. Phục Linh sợ đến mức ngã nhào xuống đất. Kinh hoàng bò về phía Tần Hoan, nhưng còn chưa bò được xa đã nhịn không được gào khóc lên. Tần Hoan theo bản năng chạy ra kéo nàng dậy nhưng lúc vừa mới ngẩng đầu lên thì cái bóng màu đỏ bên ngoài cửa đã biến đâu mất rồi. Tần Hoan trao mày, đang định đi lại gần xem xét thì Phục Linh đã túm chặt lấy tay nàng. Tiểu thư, đừng đi, đừng đi. Phục Linh nước mắt giàn rụa cả người run rẩy nhếch nhác. Hiện tại nàng chỉ muốn dẫn Tần Hoan đi xa khỏi tòa An Dương Hầu Phủ này. Tống Nhu chết thảm ở trước cửa Hầu Phủ, hiện tại lại biến thành quỷ hồn tìm đến đây, chắc chắn là muốn bắt tiểu thư nhà nàng đi. Váy áo Tần Hoan bị Phục Linh túm chặt không nhúc nhích được. Tần Hoan bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cửa sau nhưng chỉ thấy ngoài cửa tối đen, bóng ma đáng sợ kia cũng không xuất hiện nữa. Nàng nghi ngờ vừa rồi có khi nào mình nhìn nhầm rồi không? Thế nhưng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cùng với trái tim đập mạnh không yên khiến cho nàng chắc chắn rằng vừa rồi bên cạnh cửa chính xác là giá y đỏ như lửa của Tống Nhu. Không đúng, phải nói là một nữ thi không đầu giống hệt với Tống Nhu. Tiểu thư, chúng ta đi khỏi chỗ này thôi, Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư trở lại mặc dù phục linh đi theo tần hoan cuộc sống có vất vả thế nhưng nàng cũng chỉ mới gặp người chết vài lần hôm đó chỉ là thấy bóng dáng tống nhu từ phía xa xa thế nhưng bây giờ nàng đã thấy cực kỳ rõ ràng nàng còn cảm giác như còn nhìn thấy được máu thịt lẫn lộn trên cái cổ bị cắt đứt đầu nàng ôm đầu mình cứ như một giây sau sẽ đến lượt nàng bị người ta cắt mất đầu vậy tiểu thư tiểu thư chúng ta về tần phủ đi chúng ta đi thôi Mặc dù nàng biết hầu hết các câu chuyện về quỷ thần đều là truyền miệng không có thật. Thế nhưng kích thích thị giác trực tiếp nhất vẫn sẽ khiến cho mọi người hoảng sợ theo bản năng. Hơn nữa, sau khi sợ hãi Phục Linh đã khóc giống lên bất thường khiến cho trong lòng Tần Hoan càng bất an hơn. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Tần Hoan ngồi xổm xuống chấn an Phục Linh. Phục Linh đừng sợ, có ta ở đây, em cứ bình tĩnh lại đã. Phục Linh lắc đầu quầy quậy vừa nếp sát vào người tần hoan vừa hoảng loạn nhìn ra khắp xung quanh phòng, cứ như Tống Nhu sẽ xuất hiện bất thình lình ở phía sau lưng mình. Tiểu thư, chúng ta ra khỏi đây, khám bệnh. Khám bệnh để ban ngày rồi đến. Tiểu thư, nô tỳ sợ hãi. Hu hu. Quả nhiên Phục Linh bị dọa cho cực kỳ sợ hãi, không thể nào chấn an được. Tần Hoan nhìn thoáng qua túi châm trong tay rồi rút một cây châm dài ra rồi giơ cánh tay Phục Linh lên. Phục Linh còn đang hoảng loạn nên căn bản không ý thức được Tần Hoan đang làm cái gì, mãi đến khi nàng thấy huyệt cực tuyền của mình tê dần. Huyệt cực tuyền nằm dưới nách nhé. Phục Linh khẽ run rẩy, sau đó cơn đau từ huyệt cực tuyền lan rộng ra khắp toàn thân. Điều kỳ diệu nhất chính là nỗi sợ hãi tràn ngập khắp tứ chi bách hải của nàng hoàn toàn được chấn an. Rất nhanh sau đó ánh mắt nàng cũng thư thái trong sáng hẳn lên chỉ có nước mắt vẫn rơi từng giọt từng giọt xuống. Cửu cô nương, làm sao vậy? Phục Linh đã chấn định được vài phần, tiểu nha đầu đứng hầu ngoài cửa nghe thấy động tĩnh nên chạy đến cửa hỏi vọng vào. Sắc mặt tần hoan nặng nề. Đi mời hầu gia và phu nhân đến, có chút chuyện phiền phức. Tần Hoan là khách quý của hầu phủ cho nên tiểu nha đầu không dám thất lễ, nàng vội vàng đáp lời rồi chạy đi. Tần Hoan rút châm ra, đỡ Phục Linh đứng dậy. "Đừng sợ, ngồi dậy đi đã." Cả người Phục Linh ướt sũng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét, cơ thể run rẩy, hai chân mềm nhũn bước đi không nổi, nàng túm chặt lấy Tần Hoan rơi nước mắt. "Tiểu thư, đợi phu nhân tới rồi chúng ta về Tần phủ đi." Tần Hoan nắm chặt tay Phục Linh không trả lời, ánh mắt nàng vẫn dán vào khoảng không đằng sau cửa. Nhưng lúc này ngoài đó chỉ còn bóng đêm mênh mông phảng phất gió lạnh đầu thu. Hai mắt Tần Hoan nheo lại, nàng rót một ly trà đặt vào trong tay Phục Linh. Phục Linh run rẩy nắm chặt lấy ly trà khóc thút thít, nàng chỉ nhấp môi một ngụm. "Phục Linh, em mới vừa nhìn thấy cái gì?" Hốc mắt Phục Linh run lên. "Là Tống tiểu thư là quỷ hồn của Tống tiểu thư." "Không phải?" Tần Hoan ngay lập tức phủ định lời Phục Linh. Phục Linh hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn Tần Hoan. Thế thì là cái gì? Tần Hoan mím môi. Là người nào đó trong lòng có quỷ. Phục Linh mấp máy môi đang định giải thích thì Tần Hoan cúi đầu, ánh mắt rất chăm chú nghiêm nghị, giống như muốn khắc sâu lời nói của mình vào trong não Phục Linh. Em phải nhớ kỹ, trên đời này không có quỷ, chỉ có người trong lòng có quỷ thôi. Phục Linh bị ánh mắt lạnh thấu xương của Tần Hoan làm cho sợ hãi. Thế nhưng trong lòng lại vững vàng hẳn lên. Nàng đang lầm nhầm ghi nhớ lời này thì bên ngoài cửa phòng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, Tần Hoan đứng thẳng dậy. Giang thị và Nhạc Quỳnh đến rồi. Hoan Nhi. Giang thị chưa vào đến nơi đã hô lên, bà chạy nhanh vào đẩy cửa ra, tận đến lúc nhìn thấy chủ tớ Tần Hoan bình yên đứng bên trong thì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bà nhìn thấy Phục Linh cả người sợ run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc thì bà lại hơi căng thẳng hỏi Tần Hoan. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nha đầu kia bị làm sao? Giang thị đi vào cửa đầu tiên, tiếp theo đó là nhạc quỳnh dẫn theo huynh muội nhạc ra cùng vào. Tần Hoan vốn tưởng rằng chỉ như vậy nhưng phía sau lại có một bóng dáng lóe lên như vén màn đêm lên bước vào, Yến Trì cũng đến đây. Tần Hoan cảm thấy túi châm trong tay kia thoáng nặng nề hẳn lên, nàng nhìn xuyên qua đám người nhạc ra, nhẹ nhàng liếc mắt một cái về phía yến trì nàng vừa âm thầm cất túi châm đi vừa nghiêm mặt nói phu nhân một khắc trước con và phục linh nhìn thấy có một người đứng ở bên ngoài cửa tần hoan nhìn về phía cửa sau giang thị cũng nheo mắt nhìn theo rõ ràng nàng quản lý hầu phủ rất nghiêm vậy mà buổi đêm lại có người đứng ngoài phòng tần hoan nhìn trộm giang thị quýnh lên vội vàng cầm lấy tay tần hoan. Là kẻ nào lớn mật như vậy, hoan nhi có thấy được diện mạo không? Tần hoan biết là giang thị đang hiểu lầm nên vội nói. Cũng không phải là người trong phủ. Mọi người đều trao mày, Phục Linh lại vừa khóc vừa nói. Phu nhân là tiểu thư tống gia. Sắc mặt tần hoan trầm trọng. Chính xác mà nói là có người đóng giả tiểu thư tống gia đứng ở bên ngoài cửa giang thị run rẩy sau đó nhìn sang cửa cũng căng thẳng sợ hãi hẳn lên nhạc quỳnh biết được chuyện này không đơn giản như vậy nên tiến lên một bước cửu cô nương có nhìn thấy rõ không tần hoan gật đầu trên đời này không có quỷ thần cho nên tần hoan kết luận là có người cố ý làm chuyện này nói xong liền nhìn lướt qua mọi người vốn nên lập tức đi xem xét phòng ốc ở phía sau Thế như tình cảnh vừa rồi Tần Hoan và Phục Linh không dám tự tiện hành động. Hiện tại Hầu Gia và Phu Nhân đều đã đến đây, không biết có thể đi cùng Tần Hoan ra phía sau quan sát một chút không? Một là chủ tớ các nàng đều đã bị kinh sợ, đặc biệt là Phục Linh. Hai là không biết ý đồ của đối phương, Tần Hoan chỉ là một nữ tử nên cũng không dám tự tiện ra ngoài. Sắc mặt nhạc Quỳnh liền trầm trọng. Đương nhiên rồi nhạc quỳnh nói xong liền nhìn về phía nhạc giá nhạc giá lập tức xoay người đi ra sắc mặt giang thị hơi trắng xanh hoan nhi sao sao lại như thế đám người giang thị không được thấy tận mắt khi nghe tần hoan kể lại thì đương nhiên cũng không sợ như phục linh vừa thấy tận mắt thế nhưng chỉ tưởng tượng ra thôi cũng muốn nổi da gà lại càng thêm nghi ngờ tiểu thư tống gia nếu đúng như con nói là có người đóng giả vậy ý đồ của kẻ đó là gì? Vụ án này có như thế nào cũng đều không liên quan gì đến con, nếu như có ý đồ gì thì đáng lẽ cũng phải nhắm vào ta và hầu ra. Tần Hoan nhíu mày. Chuyện này Tần Hoan cũng không biết. Mọi người nói chuyện, bên này nhạc giá đang cầm một ngọn đèn sáng rực đứng ở cửa. Cửu cô nương, có thể đi xem xét phía sau rồi. Tần Hoan gật gật đầu, đang định đi thì Phục Linh lại kéo một tay nàng lại. Tần Hoan quay lại cầm lấy tay Phục Linh. Em cảm thấy đó là quỷ vậy thì đi theo ta nhìn xem. Nếu như phát hiện ra là có người cố ý đóng giả thì e không cần phải sợ nữa. Phục Linh bị ánh mắt kiên định của Tần Hoan cảm hóa, do dự một chút rồi lau nước mắt đứng dậy, hơi có dũng khí anh dũng hy sinh. Được, đều nghe tiểu thư. Tần Hoan kéo Phục Linh cùng đi, lúc đi ra bên ngoài đã có ba vị gia đình cầm đèn đứng chờ nhạc giá và nhạc thanh dẫn đầu đoàn người, đi dọc theo hành lang gấp khúc bên ngoài phòng về phía những phòng ốc bên trong. Mai Viên là một tòa viện đơn độc chỉ có một tầng, phòng ốc bên trong ba gian chính rất rộng. Phòng cuối cùng có một vườn hoa rộng hơn một trường, trong vườn hoa lại có vài cây may và vườn hoa hồng. Giờ đang là gần cuối mùa hoa nên cả vườn hoa hồng nở tươi đẹp rực đỏ như lửa, dưới ánh đèn tản ra một màu sắc giống hệt như màu máu tươi vừa mê hoặc lại vừa ma mị. Nhạc thanh nghe Tần Hoan nói xong, ban đầu hơi tức giận vì Tần Hoan bị dọa sợ, sau đó lại tò mò muốn tìm ra chân tướng. Hắn là hán tử tập võ trong quân từ nhỏ nên đương nhiên không sợ mấy chuyện oan hồn quỷ quái này nọ. Vừa đi đến chỗ hành lang nhỏ sau phòng, hắn liền đi nhanh lên tốt đằng trước, mới đi được mấy bước đột nhiên ánh mắt hắn tập trung lại một điểm. Nhìn xem, kia là gì? Mọi người nhìn theo, nhìn thấy ngay phía dưới cửa sổ phía sau phòng Tần Hoan có một đồ vật gì đó màu đỏ tươi chói mắt đang rơi trên mặt đất. Nhạc Thanh đi nhanh hơn, đến bên cầm vật kia lên. Lần này tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đồ trong tay Nhạc Thanh chính là giá y màu đỏ thẫm theo hình quả lựu và những bông hoa đang nở rộ. Mà những người nhạc gia hôm đó đứng ở gần kiệu hoa đều nhớ rất rõ ràng giá y mà Tống Nhu mặc trên người cũng giống y hệt với bộ giá y này. Khí lạnh đè nặng trong tim người nhạc gia, chẳng lẽ thật sự Tống Nhu đã trở lại? Chương 47, dấu vết để lại. Đây là giá y của tiểu thư Tống gia. Nhạc Ngưng kinh ngạc, hôm đó nàng đứng ở rất gần nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Nhạc Thanh nhìn giá y đỏ thẫm trong tay, ánh mắt trở nên lạnh băng nhưng có tần hoan đứng ở đây nên hắn không tiện ném giá y xuống đành vai nghềnh cổ lên nói giá y của nàng ta sao lại xuất hiện ở đây giọng nói nhạc thanh lạc đi nhưng ánh mắt lại rơi lên trên người tần hoan tất cả mọi người đều đang nhìn giá y trên tay hắn chỉ có tần hoan là đã bước đến bên rìa vườn hoa đích thân nàng cầm một ngọn đèn đang cúi đầu tìm tòi gì đó trong bụi hoa nhưng nàng đang mặc váy một tay cầm đèn một tay nâng váy nên đi lại cực kỳ bất tiện đột nhiên đèn trong tay tần hoan bị một bàn tay đến giành lấy tần hoan ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt phượng sâu thẳm của yến trì bốn mắt nhìn nhau dáng vẻ yến trì sừng sững như núi đứng bất động tần hoan mím môi không dám nói gì một tay nhấc váy còn một tay đẩy đám hoa hồng ra tìm tòi đôi mắt nàng sáng như ánh đuốc có khi nào là hồn nhập vào giá y? Giang thị rốt cuộc cũng chỉ là phụ nhân, cho dù thờ phụng Phật Pháp nhưng lại tin vào quỷ thần. Ngày trước ta có nghe nói con người sau khi chết đi nếu muốn trở lại dương gian thì đa phần sẽ nhập hồn mình vào những đồ vật quen thuộc bên mình. Hôm đó Tống Tiểu Thư chết khi vẫn mặc giá y, có lẽ, có lẽ là muốn trách tội hầu phủ chúng ta. Phu nhân, đâu ra mấy chuyện thần thần quỷ quỷ. Bà không nghe cửu cô nương nói sao? khả năng lớn là người làm. Bị nhạc Quỳnh nói như vậy nên sắc mặt Giang Thị hơi chân tĩnh lại, sau đó nhìn về Phục Linh đang tim đập thình thịch đứng bên cạnh. Nha đầu, ngươi kể lại xem rốt cuộc là chuyện gì. Hốc mắt Phục Linh ửng đỏ, giọng nói run rẩy. Lúc phu nhân vừa đi thì tiểu thư và nô tỳ nói chuyện một lúc. Đột nhiên nô tỳ nhìn thấy tiểu thư tống ra đứng ở bên ngoài, ngoài cửa tối đen, nhưng toàn thân nàng mặc giá y đỏ thấm trông rất đáng sợ, cũng không biết là đã đứng ở đó từ bao giờ. Giá y nàng mặc rất chỉn chu, hai tay xếp ở phía trước người, dáng đứng uyển chuyển nhìn giống hệt như người còn đang sống, nhưng nàng, nàng giống hệt lúc ở trong kiệu, không có không có đầu. Phục Linh nói xong lại sợ hãi trở lại, ngay cả Giang thị và Nhạc Ngưng tưởng tượng theo lời nàng nói thì cũng không nhịn được mà lạnh buốt sống lưng. Phục Linh đang định nói tiếp thì Tần Hoan đã xoay người lại từ trong góc vườn hoa. Hầu ra, xin người nhìn xem. Nhạc Quỳnh tiến lên phía trước, thấy Tần Hoan chỉ tay về phía vườn hoa trước mặt. Người đó cực kỳ cẩn thận, dường như không lưu lại dấu chân, nhưng hầu ra nhìn xem, hoa ở chỗ này đã héo rồi, nhưng cánh hoa lại cùng rơi về một hướng chứ không rơi thẳng xuống đất, nhất định là trong lúc vội vàng người đó đã vô tình chạm vào, còn có chỗ này. Tần Hoan chỉ lên mái ngói trên bức tường phía sau. Rêu ở chỗ này có hai vết hẳn, giống như là dùng chân dẫm lên. Hoa hồng trong vườn đang ở cuối mùa, là lúc hoa nở rực rỡ nhất, có rất nhiều cánh hoa rụng xuống vướng lại trên cành. Hiện tại cũng sắp đến lúc hoa tàn hết rồi nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp vườn lại chưa thấy bông hoa nào héo tàn hoàn toàn cả. Chỉ có mấy cây chỗ tần hoan chỉ kia hoa lại rụng trụi lùi trơ lại cành giống như bị người ta cố tình ngắt xuống. thế nhưng toàn bộ cánh hoa lại rơi về cùng một hướng. ngay trước mặt nàng là tường sau của mai viên. bình thường không có ai đến đây quét dọn nên khắp trên mái ngói mới phủ đầy rêu xanh. nhưng lại có hai dấu vết giống như là bị người ta dẫm lên. phàm là đã có chuyện phát sinh thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. tần hoan nói xong lại nhìn về yến trì. thế tử điện hạ có nhìn ra dấu vết này là lưu lại như thế nào không? Yến chỉ không ngờ tần hoan lại hỏi hắn, hắn nheo đôi mắt phượng, đáy mắt ánh lên một tia sáng nhàn nhạt, nhạt, Mái tường này không cao, người biết võ công chỉ nhảy một cái là có thể trèo qua được, người bình thường tập võ cũng đều có thể làm được. Tần hoan quay đầu nhìn về phía nhạc quỳnh. Hầu ra, việc này nhất định là do người là, bất luận vì sao mà người này lại phải giả dạng tới đây làm chuyện như vậy thì chuyện này cũng liên quan đến án tử của tiểu thư tống gia hơi ngừng lại tần hoan lại nhìn về phía nhạc thanh. Nhị công tử có thể xem xét giá y cùng ta không? Đương nhiên nhạc thanh đồng ý, hắn bước lên phía trước trải giá y lên tay mình, hắn lo lắng tần hoan sợ hãi nên cũng không trực tiếp đưa đến, chỉ dơ lên cho tần hoan thuận tiện xem xét. Tần hoan cũng thấy như thế tiện hơn nên lật qua lật lại trên tay hắn. Yến chỉ cầm đèn đứng bên cạnh nét mặt hơi tối xuống, đôi mắt phượng cũng khẽ nheo lại xem xét một hồi, tần hoan thấy giá y này còn mới tinh, thoang thoảng một mùi đàn hương, dễ nhận thấy là sông hương xong vẫn chưa lấy ra mặc. Lại xem một lúc nữa bỗng nhiên tần hoan phát hiện ở cổ tay áo bên trái có một chấm tròn màu đen lờ mờ. Giá y đỏ thẫm lộng lẫy hoa lệ, nguyên liệu tạo ra cũng đều là thượng phẩm, vậy thì tại sao trên cổ tay áo lại có thể có khuyết điểm như vậy? Nhìn cẩn thận lại Tần Hoan càng kinh ngạc khi phát hiện ra bên cạnh chấm đen kia lại có một sợi vải bị xước ra dài khoảng nửa tấc. Bất kể là chấm đen hay sợi vải, nếu như không cẩn thận nhìn sát vào thì cũng cực kỳ khó phát hiện. "Cửu cô nương, làm sao vậy?" Nhạc Thanh đứng gần nàng nhất, hắn khẽ hỏi một câu. Tần Hoan nghĩ mãi không hiểu chấm đen này từ đâu mà có, sau đó lại lật ra kiểm tra những nơi khác nhưng không tìm thấy gì nữa. Nàng lắc lắc đầu nhìn về phía nhà Quỳnh. Xin hỏi hầu ra, sau khi xảy ra chuyện thì tiểu thư Tống Gia được mang đi chỗ nào? Giá y của nàng ở đâu? Nhà Quỳnh tập trung ánh mắt. Tiểu thư Tống Gia được mang đến nghĩa trang, giá y vẫn còn đang mặc trên người nàng. Giá y vẫn còn đang mặc trên người Tống Nhu. Vậy bộ giá y này từ đâu mà đến? Tần Hoan cụp mắt, ngay sau đó bỗng nhiên nói có bao nhiêu người đưa dâu của tống gia còn ở lại hầu phủ ta đoán khả năng lớn là bọn họ chuẩn bị cho tống nhu hai bộ giá y bộ này có thể là được mang vào phủ cùng với những hòm của hồi môn tống thị chính là quý tộc ở kinh thành tống nhu lại gả đi xa nên để đề phòng xảy ra chuyện ngoài y muốn dọc đường bọn họ phải chuẩn bị hai bộ giá y thì cũng không có gì lấy làm lạ yến chỉ thấy tần hoan buông giá y ra lùi ra sau cách nhạc thanh hai bước mới thu hồi ánh mắt Hắn nhìn về phía tường sau viện. Mặt sau bức tường này là chỗ nào? Nhạc Thanh vội trả lời. Mặt sau là Tây Hoa Viên trong phủ, cũng rất gần với Kính Hồ. Nghe thấy lời này là biết chỗ đó có rất nhiều người thường xuyên qua lại. Trong lòng Tần Hoan hiểu ý của Yến Trì, nàng hơi trầm ngâm nhìn Nhạc Quỳnh nói. Tần Hoan không biết án tử của tiểu thư Tống gia như thế nào có điều đã có giá y ở đây nên việc này liên quan rất lớn đến người của Tống Quốc Công Phủ, nghe nói đội đưa dâu đều ở lại đây, trong đó người biết võ công là kẻ đáng nghi nhất. Mặt khác hầu ra có thể đi hỏi một chút xem các nàng có chuẩn bị bộ giá y thứ hai hay không, nếu thật sự là có thì xem bộ giá y đó đang ở đâu. Nhạc Quỳnh Sa Sầm Án tử của tiểu thư Tống Gia bên kia chi phủ đại nhân vẫn không tra ra manh mối nào, có điều cũng không ngờ được trong phủ lại xảy ra chuyện này ta lập tức truyền tin để mời chi phủ đại nhân qua đây một chuyến, chuyện này có lẽ sẽ có lợi cho điều tra của hắn. Tần Hoan cũng nghĩ như vậy, Nhạc Quỳnh lại hỏi. Cửu cô nương vừa rồi nhất định đã sợ hãi, liệu có chỗ nào không khỏe không? Tần Hoan vội lắc đầu rồi nhìn thoáng qua Phục Linh ở cách đó không xa. Chỉ có Phục Linh có hơi hoảng sợ, Tần Hoan không sao, hầu ra đừng lo. Dừng lại một chút, Tần Hoan cười khổ nói chỉ là không biết vì sao lại đến mai viên dọa nạt sắc mặt nhạc quỳnh cũng nặng nề cái chết của tống nhu không có chút liên quan gì đến tần hoan cả người này là muốn làm gì tạm thời thì mấy chuyện không ngờ tới vẫn còn rất nhiều nhạc quỳnh quay người lại dặn dò nhạc giá lập tức đi truyền tin cho tri phủ đại nhân mời ông ấy đến đây một chuyến rồi lại phái người trong phủ đi lục soát một vòng xem xem có ai khả nghi hay không Nhạc giá đáp lời rồi lập tức rời đi, nhạc quỳnh lại quay sang nhìn tần hoan ấy nấy. Mời cửu cô nương đến đây chỉ vì bệnh của mẫu thân, hiện tại lại khiến cho cửu cô nương bị hoảng sợ, chúng ta rất có lỗi với cửu cô nương. Tần hoan vội vàng khom người. Hầu ra nói quá lời. Nói xong nàng lại liếc nhìn Phục Linh vẫn đang đỏ mắt. Có điều tối nay chắc là không ngủ lại được nữa, không biết trong phủ còn có chỗ ở nào khác không? Tần Hoan còn có thể bình tĩnh trở lại thế nhưng Phục Linh đã bị dọa cho ngây ngốc. Nàng còn lo lắng Phục Linh sợ quá lại sinh bệnh, mà Mai Viên cũng không còn an toàn nữa. Tốt nhất tối nay nên đổi chỗ ở. Tần Hoan vừa dứt lời thì nhạc ngưng bước đến. Đi qua chỗ ta ở. Giang Thị cũng đi qua nói. Chỗ ngưng nhi có một ngoán các có thể nghỉ tạm, chỉ sợ Hoan Nhi thấy chật trội. Tần Hoan nhìn ánh mắt sáng ngời của nhạc ngưng nàng khẽ cười. Sao lại chật trội, như vậy còn quấy dày quần chúa rồi. Nhạc ngưng lắc đầu. Đương nhiên phải đến chỗ ta rồi. Nhạc Quỳnh nghe vậy cũng hài lòng, sau đó lại nghiêm nghị dặn dò nhạc thanh. Cho người đến trông coi mai viên, chờ cửu cô nương rời đi rồi thì lục soát thêm lần nữa, xem xem có dị thường nào khác không. Giá y này giữ lại chờ chi phủ đại nhân đến. Nhạc thanh vâng lời. Nhạc Quỳnh nhìn sang Yến Chỉ và Tần Hoan. Hiện tại đã muộn rồi, trên người Điện Hạ còn có thương tích cô tiện dính vào rắc rối. Cửu cô nương cũng nên nghỉ ngơi, con yên tâm, việc này chắc chắn sẽ không để con bị cuốn vào. Chờ khi nào chi phủ đại nhân định án rồi sẽ lại cho con một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao thì cũng là án mạng, lại còn quá dã man đáng sợ, chuyện này truyền ra ngoài không tránh khỏi nhắc đến mấy chuyện thần thần quy quy. Bên ngoài bàn tán về An Dương hầu phủ thì không tính, thế nhưng không nên để Tần Hoan cũng dính đến chuyện này. Tần Hoan hiểu ý tốt của Nhạc Quỳnh, hành lễ rồi nói. "Hầu gia suy xét chu toàn, đa tạ hầu gia." Việc này vốn là An Dương hầu phủ liên lụy đến Tần Hoan, nên Nhạc Quỳnh không dám nhận câu đa tạ này của Tần Hoan, ông vội vàng bảo Nhạc Ngưng dẫn Tần Hoan về viện mình nghỉ ngơi tần hoan cúi người thi lễ rồi dẫn phục linh cùng rời đi nếu không ở lại viện này nữa thì tần hoan cũng phải mang những vật nàng sử dụng hai ngày nay theo cùng với lễ vật mà giang thị tặng nàng phục linh đang thu dọn thì tần hoan nhìn sang phía cửa suy nghĩ sâu xa nhạc ngưng đứng bên ngoài chờ nàng thấy sắc mặt nàng như vậy liền đi vào làm sao thế tần hoan trao mày hất hàm chỉ về phía cửa sau Lúc ấy ta và Phục Linh đứng ở đây nhìn thấy, bọn ta thấy người đó không có đầu, sau đó ta lại suy nghĩ người đó là làm thế nào. Tần Hoan đang nói bỗng nhiên bóng dáng Nhạc Thanh xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Hắn đang sai khiến Hạ Nhiên điều tra vườn hoa ở phía sau, bộ giá y đỏ tươi vẫn đang được hắn cầm nguyên trên tay. Cũng không biết có phải hắn cầm lâu quen rồi không, tự nhiên nỗi chán ghét trong lòng hắn tiêu tan hết hắn lại học tần hoan dơ giá y lên ngang tầm mắt nhìn qua nhìn lại. Nhạc ngưng trướng mắt. Nhị ca. Tiếng gọi này khiến nhạc thanh quay đầu lại theo bản năng, vì bất thình lình nên hắn chỉ quay đầu lại thôi chứ không buông giá y trên tay xuống. Hốc mắt tần hoan co rốt lại. Người đến đây thân cao sáu thước, là nam nhân. Tần hoan hơi ngừng lại rồi thâm trầm nói tiếp. Còn là một nam nhân thuận tay trái. mươi 48 giá y đáng ngờ. Nam, thân cao sáu thước, lại còn thuận tay trái. Hoác hoài tín nhìn bộ giá y bầy trên bàn, nghi ngờ hỏi. Thân cao thì thôi, sao hầu ra biết người này thuận tay trái? Nhạc Quỳnh cầm giá y lên. Hoác huynh xem này, giá y này là người đó mặc lên người, giá y còn mơi tinh nhưng chỉ có chỗ cổ tay bên trái có vết bẩn cùng với sợi vải bị xước ra còn bên tay áo vải không có. Ta đã cho người đến kiểm tra, Vết bẩn này là rêu xanh trên mái tường đằng sau Mai Viên, nhất định là người đó khi vào trong viện đã không cẩn thận chạm vào. Người đó mặc da y đi vào cho nên sẽ rất cẩn thận hành động, mà nhất định là hắn quen dùng tay trái nên mới có thể vô tình để lại dấu vết trên cổ tay áo. Hoác hoài tín nhìn kỹ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hầu ra anh Minh. Câu ca ngợi này nhạc Quỳnh không dám nhận, khóe môi hơi giật giật cười khổ một cái. Những thứ này không phải công lao của ông chỉ là ông không muốn tần hoan bị cuốn vào rắc rối nên mới không nhắc đến nàng. Hoác hoài tín hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện tối nay hơi kỳ quái thế nhưng cũng làm cho án tử có chuyển biến. Trong đội ngũ đưa dâu của Tống Quốc Công Phủ, đội tôi tớ cầm nghi trượng đi theo xe ngựa có ít nhất 20 người, hộ vệ 20 người, ma ma quản sự 8 người, tỷ nữ thiếp thân 6 người, còn có vị ngụy công tử kia và hai người hầu bên cạnh. Nếu đúng theo lời Hầu gia nói bộ giá y này là chuẩn bị giữ phòng cho Tống tiểu thư, vậy thì hỏi mama quản sự của nàng sẽ biết, đồng thời tra xét đám hộ vệ nam bộc từng người từng người một. Như vậy chẳng phải án này sẽ đơn giản rồi. Chấm. Sắc mặt Nhạc Quỳnh nghiêm trang, đúng là đạo lý này, có điều hoắc huynh, nguyên nhân của việc này từ đâu? Dừng một chút, Nhạc Quỳnh lại mờ mịt nói, người đó giả trang thành dáng vẻ đã chết của Tống tiểu thư không đến tìm ta cũng không đến tìm đám người giá nhi tự nhiên lại đến tìm một hạ nhân trong phủ đang yên đang lành vì sao lại đi dọa một người không liên quan làm gì hoác hoài tín không nghe ra điều gì bất thường ông đang định lên tiếng thì có một giọng nói sang sảng vang lên đương nhiên là muốn tất cả người trong phủ đều hoảng sợ bên cạnh hầu gia và thế tử có tầng tầng lớp lớp thủ vệ nên người đó khó tiếp cận vì thế mới đi tìm hạ nhân khác để xuống tay hắn chỉ cần hiện thân để cho người khác nhìn thấy là được rồi. Hoác Ninh đứng bên cạnh, nét mặt trịnh trọng. Việc này liên quan đến cả hai nhà Tống Quốc Công Phủ và An Dương Hầu Phủ. Người này có lẽ là muốn náo loạn làm cho to chuyện, khơi mào tranh chấp giữa Tống Quốc Công Phủ và An Dương Hầu Phủ, hoặc có lẽ là làm cho lòng người hoang mang khiến chúng ta không điều tra được gì. Thế nhưng hại nhân của Hầu Phủ rất thông tuệ, nhớ kỹ được đặc điểm của người này rồi nên điều tra ra không khó. Hoác Ninh nói giọng rất chắc chắn, Hoác Hoài Tín lại trợn mắt liếc hắn một cái rồi quay sang nhạc quỳnh cười chữa thẹn. Hầu ra thứ lỗi, khuyển tử muốn tham gia phá nán nên tại hạ để cho hắn đi theo rèn luyện. Nhạc quỳnh khẽ cười, không quá để tâm đến. Hoác Ninh tuổi trẻ đầy triển vọng mà lại muốn san sẻ cùng huynh, đương nhiên là chuyện tốt. Có điều ý của Hoác Ninh hình như là đã khẳng định hung thủ ở trong đội ngũ đưa dâu. Hoác Ninh hơi do dự. Điều. Điều này phải điều tra xong mới xác định được, dù sao Tống Nhu là tiểu thư Tống Gia, người trong đội đưa dâu bất kể là nô bộc hay thị vệ thì đều rất trung thành và tận tâm với quốc công phủ, không có chuyện sẽ làm hại đến Tống Tiểu Thư. Nhạc Quỳnh gật đầu, án này phủ nha đã tụ lý nên dù đi điều tra người thì cũng cần phải có hoác hoài tín ở đây. Một khi đã như vậy, giờ ta dẫn hoác huynh đến Đông uyển hiện tại thì tất cả nô bộc liên quan đến đội đưa dâu Tống Quốc công phủ đều ở lại đó. Giá Nhi và Thanh Nhi đã qua đó kiểm kê số lượng người, cam đoan một người cũng không để sót. Sắc mặt hoác hoài tín hơi dao động. Được, nếu như tìm thấy người này, mặc dù không phải hung thủ thì cũng có thể tra ra manh mối quan trọng, như vậy vụ án sẽ đơn giản hơn rồi, không như hiện tại, không biết phải bắt đầu từ đâu. Người chết là tiểu thư nhà Tống Quốc Công Phủ, lại liên lụy đến An Dương Hầu Phủ. Hoác Hoài Tín biết án này nếu như ông làm tốt thì cũng chưa chắc đã là một công lớn, thế nhưng làm không tốt thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Vụ án đã bắt đầu được ba ngày mà ông vẫn không tìm được manh mối nào dù là nhỏ nhất. Đang lúc ông trần chọc lo lắng không ngủ được thì hầu phủ lại xảy ra chuyện. Đây đúng thật là manh mối tự dâng đến cửa. Hoác Hoài Tín khẳng định vụ án này không qua mấy ngày nữa sẽ được phá. Hoác Hoài Tín mặt mày hớn hở đi theo nhạc Quỳnh đến Đông Nguyên. Toàn bộ Đông Huyền đều sáng rực ánh đèn, tất cả nam bộc tống phủ và hộ vệ đều được tập trung lại một chỗ. Lúc Hoắc Hoài Tín đến, Ngụy Ngôn Chi vẻ mặt mơ hồ đang đứng nói chuyện với Nhạc Thanh. "Ngôn Chi huynh, không phải không muốn nói cho huynh thực tình, là phải đợi Chi phủ đại nhân." Nhạc Thanh nói xong lướt mắt nhìn qua. "A, à, Chi phủ đại nhân đến rồi." Ngụy Ngôn Chi là lần đầu tiên gặp Hoắc Hoài Tín, hắn bước lên trước nói. Chi phủ đại nhân, đúng là án mạng của tiểu Nhu có manh mối. Lần này Ngụy Ngôn Chi chính là tù lĩnh của đội rước dâu, coi như đại diện cho Tống Quốc công phủ nên Hoắc Hoài Tín không dám thất lễ. Nhưng ông quả thật cũng không biết phải nói ra manh mối gì nên đành phải trấn an. Ngụy công tử đừng gấp, đêm nay ta đến chính vì vụ án này. Đêm hôm án mạng xảy ra ta đã hỏi qua chư vị rồi, hiện giờ có chút biến cố nên một số việc phải hỏi lại thêm lần nữa. Ngụy Ngôn Chi tràn đấy thất vọng. Tiểu Nhu nàng có tốt không? Câu hỏi này khiến cho Hoắc Hoài Tín lạnh toát sống lưng. Tống Nhu đã chết, tình trạng cũng thê thảm như vậy, thi thể để ở nghĩa trang nhiều ngày nên sớm đã không nhìn nổi rồi, làm gì có cái gì tốt hay không tốt nữa. Hoắc Hoài Tín cười khổ. Tốt, tất cả đều tốt, thi thể vẫn trong hương đường mà hôm đó công tử sắp xếp trong nghĩa trang, mấy hôm nay không ngừng hương khói. Ngụy công tử xin nén bi thương. Ngụy môn Chi cắn răng, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng. Vẫn xin chi phủ đại nhân chú trọng, nhanh chóng phá vụ án này tìm ra hung thủ sát hại Tiểu Nhu mới được. Suốt hai đêm nay ta đều mơ thấy Tiểu Nhu, nàng dưới cửu tuyền không yên lòng. Nàng đã đơn độc một mình gả đến cẩm châu phủ, hiện tại lại nằm chơi trọi trong nghĩa trang, hương tan ngọc nát, ngay cả làm pháp sự cho nàng cũng không được vẹn toàn, thật sự. Hoác chi phủ cảm thấy áp lực khá lớn, trước mắt chỉ là một Ngụy Môn Chi, đợi mấy ngày nữa người của Tống Quốc công phủ chính thức đến đây, có lẽ sẽ kề đao lên cổ ép ông phá án rồi. Đó là đương nhiên, tại hạ điều tra suốt ngày suốt đêm không dám xem thường. Ngụy công tử cũng biết quy củ sự án của nha môn, khi chưa điều tra rõ vụ án thì nạn nhân chỉ có thể đặt ở nghĩa trang, trong nghĩa trang đã có người trông coi, như vậy mới thuận tiện phá án. Ngụy Môn Chi gật đầu, suy sụp lùi lại một bước đại nhân muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, chúng ta đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp không dám giấu giếm. Hoác Hoài Tín rất hài lòng với Ngụy Môn Chi, sau đó ông căn dặn mấy nha sai đi phía sau. Các người chia làm hai tổ, đơn độc thẩm vấn từng người một, người nào hỏi xong thì trực tiếp đưa ra khỏi viện, không được để tiếp xúc với những người chưa được hỏi. Hoác Hoài Tín đã làm quan nhiều năm nên xử lý mọi việc rất mạch lạc quy củ. Sau khi ông dặn dò xong, Đám nha sai cũng bắt đầu hành động. Hai gian nhà trống trong Đông Uyên được trưng dụng, tất cả nam nhân trong đội đưa dâu đều chờ ở bên ngoài sau đó từng người từng người được gọi vào bên trong thẩm vấn. Hoắc Hoài Tín quay người lại nói: "Đi tìm ma ma quản sự của Tống tiểu thư, hỏi xem có nhận ra bộ giá y này hay không." Giá y hiện tại đã nằm trên tay một nha sai, lời này nói xong thì Ngụy Môn Chi nhìn về phía nha sai kia, đôi mắt ngay lập tức run lên. Ngụy Ngôn Chi tiến lên một bước. Chờ chút, giá y này là từ đâu mà có? Hoắc Hoài Tín trao mày không trả lời. Ngụy Ngôn Chi biết. Ngụy Ngôn Chi không kiêng dè gì mà tiến lên, lật giá y lên xem xét, hai tròng mắt lập tức trợn tròn. Biết, sao lại không biết được chứ? Đây là thợ thủ công của cẩm tú phường kinh thành làm ra, toàn bộ hình theo phía trên đều là dùng chỉ kim tuyến, bên trên lớp hoa văn lụa bách tử được khảm bằng ngọc vụn nâng giá trị bộ giá y này lên hàng vạn kim. Trên đường đưa dâu bọn ta và Tiểu Nhu đều sớm chiều tiếp xúc với nhau, ai cũng có thể nhận ra giá y này của Tiểu Nhu. Nói xong sắc mặt ngụy môn chi liền nặng nề. Chi phủ đại nhân mang giá y của Tiểu Nhu đi. Hoác hoài tín không nhịn được mà run rẩy khóe môi, thi thể tống nhu còn nằm ở Nghĩa Trang. Do thân phận của nàng không giống người thường nên thi thể được đặt trong hương đường mà Ngụy Môn Chi dựng lên ngay đêm hôm đó không chỉ như vậy ngụy môn chi còn nói người của tống quốc công phủ chưa đến thì tạm thời không được di chuyển thi thể của tống nhu hoặc hoài tín muốn lột y phục tống nhu ra có trời mới biết nữ thi không đầu toàn thân mặc giá y nằm trong nghĩa trang có bao nhiêu đáng sợ đương nhiên không phải đây không phải bộ giá y mặc trên người tống tiểu thư ngụy môn chi phút chốc thất thần sau đó không thể tin nói chẳng lẽ là bộ dự phật kia của tiểu nhu Hoác Hoài Tín và Nhạc Quỳnh liếc nhau, Hoác Hoài Tín gật đầu. Rất có khả năng này, cho nên mới đi gọi ma ma quản sự của Tống Tiểu Thư lại đây. Ngụy Ngôn Chi hoảng hốt. Nhưng, theo như Ngôn Chi được biết, bộ giá y kia chưa bao giờ được lấy ra, sao giờ lại nằm trên tay chi phủ đại nhân? Hoác Hoài Tín không trả lời, chỉ nói. Chờ chút Ngụy Công Tử sẽ biết. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã có người đi gọi ma ma quản sự của Tống Nhu đang nghỉ ở chỗ khác đến đây. Trên mặt Ngụy Môn Chi đều là ngạc nhiên và nghi ngờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hướng cửa viện, chẳng bao lâu sau có hai phụ nhân mặc áo cánh màu xanh đậm có cổ tay hẹp đi vào. Tối nay động tĩnh ở Đông huyền khá lớn thế nhưng nam nữ không ở cùng một chỗ nên hai vị ma ma không biết gọi bọn họ đến để làm gì. Hai người còn đang thấp thỏm không yên thì vừa mới đi vào trong cửa viện đã nhìn thấy bộ giá y đỏ thẫm trên tay Ngụy Môn Chi. Sắc mặt hai vị ma ma trắng bệch họ hoảng sợ dừng lại bước chân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 49, khó bề phân biệt. Nô tỳ bái kiến hầu gia, bái kiến chi phủ đại nhân. Hai ma ma nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất, mặc dù cúi đầu nhưng thân thể run rẩy đã biểu lộ sự căng thẳng mà không thể diễn tả bằng lời. Hoác hoài tín hất hàm, sai dịch kia cầm giá y tiến lên. Hai người các ngươi có nhận ra vật này? hai ma ma ngẩng đầu lên nhìn, một người hơi trần chờ, một người lại gật đầu. Nhận, nhận ra. Hoác hoài tín quan sát hai người rồi hỏi người vừa gật đầu kia. Đây là vật gì? Ma ma kia liền nói ngay. Đây là giá y của tiểu thư nhà ta. Hoác hoài tín cười nhạo, giọng nói cũng lạnh lùng xuống. Nhìn cho kỹ, hai người các ngươi là ma ma trưởng quản của hồi môn của tiểu thư tống gia, đây là bộ giá y nào các ngươi là người rõ ràng nhất. đây không phải là bộ mà tiểu thư tống gia mặc trên người. cả người hai vị mama đều run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy chán. ngụy ngôn chi đứng bên cạnh nhìn, đau lòng nói: hai vị mama đã hầu hạ tiểu nhu nhiều năm, trước mắt tiểu nhu lại ngậm oan mà chết, hai vị mama hãy cứ biết gì nói đó, nếu không thì làm sao có thể khiến tiểu nhu an lòng? lời nói ngụy môn chi chân thành khẩn thiết khiến cho bọn họ lại nhớ đến cái chết của tống nhu đồng thời đỏ hốc mắt thế nhưng dù vậy khóe môi hai người vẫn mím chặt có vẻ như rất khó để mở miệng hoác hoài tín nheo mắt trực tiếp hỏi bộ giá y dự ổng của tống tiểu thư đang ở đâu cả hai cùng cúi đầu người vừa trả lời giờ lại sợ hãi người ban nãy trần chờ thì ánh mắt lại đào qua đào lại không biết đang suy nghĩ cái gì Hoắc Hoài Tín đen mặt, khẽ quát. Hai người các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuyện liên quan đến án mạng, nếu có câu nào nói dối hay chỗ nào giấu giếm thì hai người các ngươi cũng không thoát được khỏi can hệ. Hay là các ngươi biết rõ về cái chết của tiểu thư mà mình. Hoắc Hoài Tín nói xong, người ban nãy trả lời lập tức bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất. Đại nhân, không phải. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư nhiều năm, sao có thể hại chết tiểu thư, đại nhân, không phải đâu. Hoác hoài tín nhìn sang người còn lại, lạnh lùng quát. Người nói đi. Ma ma này cũng hoảng sợ nhưng chấn định hơn ma ma kia nhiều. Bà chớp chớp mắt suy nghĩ giống như không biết phải nói thế nào cho phải. Ma ma kia dứt khoát nằm sấp xuống đất hoảng hốt. Bọn nô tỳ không dám giấu giếm đại nhân, bộ giá y này chính là bộ mà tiểu thư giữ bên mình để dự phòng. Chỉ có điều. Có điều. Có điều cái gì? Giọng hoác hoài tín càng lúc càng nghiêm khắc. Biết đây là một điểm then chốt để phá án nên ông cũng sốt ruột muốn biết đáp án. Mà mà kia quân người nhìn thoáng qua người còn lại, thấy người đó cũng sợ đến mức nghiến chặt răng, mặt cắt không còn giọt máu. Có điều. Đêm qua bọn nô tỳ thu dọn của hồi môn của tiểu thư, phát hiện bộ giá y này đã mất tích hoác hoài tín chừng mắt. Cái gì? Ngươi nói đêm qua các ngươi đã phát hiện mất tích. Vâng. Mà mà kiên ngành cổ. Giá y của tiểu thư giá trị vạn kim, mà hiện tại toàn bộ của hồi môn đều đặt trong phủ viện. Đêm hôm đó xảy ra chuyện khiến bọn nô tỳ hoang mang lo sợ không biết phải làm thế nào mới tốt, sợ hãi qua tận hai ngày sau mới bình tĩnh lại một chút. Nghĩ đến tiểu thư chết thảm như vậy bọn ta đương nhiên không tránh khỏi bị trừng phạt liền nhớ ra phải nhanh chóng kiểm kê lại một lần nữa nhưng hòm của hồi môn, đợi sau khi người của quốc công phủ đến có lẽ bọn ta còn được giảm chút trừng phạt. Thế nhưng bọn ta không ngờ là không thấy giá y của tiểu thư nữa. Đã phát hiện ra mất tích thì vì sao không đến bẩm báo? Ma ma này nằm bẹp xuống đất, càng lúc càng thấp. Đại nhân minh giám lúc ấy nô tỳ không hề biết việc này có liên quan đến án tử của tiểu thư, huống chi. Huống chi không trông coi cẩn thận đồ của tiểu thư cũng là tội, lúc ấy nô tỳ sợ hãi nên không dám để lộ ra. Hoác hoài tín nhìn nhạc quỳnh, nhạc quỳnh hỏi. Vậy lúc các ngươi kiểm kê của hồi môn là ở chỗ nào? Các ngươi có thể đoán được là giá y mất vào giờ nào không? Bình thường những ai có khả năng sẽ lấy được giá y. Lần trước, lần trước chính là lúc ở thập lý miếu, là đêm trước khi đến hầu phủ, lúc ấy tiểu thư bị mất một cây châm nên chúng ta mới mở dương ra lấy một cây thay thế. Tiểu thư xuất giá, tất cả mũ phượng giá y đều có dự phòng một bộ. Mặc dù lúc đó không lấy giá y ra nhưng nhìn thấy vẫn còn ở bên trong, bình thường chỉ có hai người bọn ta có chìa khóa dương. Hoác hoài tín nhíu mày. Người nhớ rõ chứ? Mà ma vội vàng gật đầu. Vâng, Nô tỳ nhớ rất rõ, chuyện này mấy tỷ nữ thiếp thân của tiểu thư đều biết, đại nhân cứ việc đi hỏi, nếu như nô tỳ có một câu nào nói dối thì sẽ bị xét đánh chết không tử tế. Hoác hoài tín phất tay áo, đương nhiên ông không muốn nghe mấy câu thì thốt này. Hầu ra, người xem việc này. Sắc mặt Nhạc Quỳnh nặng nề. Xem ra giá y thực sự bị lấy cắp, từ đêm ở thập lý miếu cho đến đêm qua thời gian là 3 ngày hai đêm đêm ở thập lý miếu, lại đi trên đường, rồi sau đó đến bên trong phủ, thời gian dài như vậy thực sự rất khó đoán được rốt cuộc là bị lấy cắp lúc nào. Còn có, tất cả của hồi môn của Tống Thị đều đặt trong một tòa viện độc lập ở Đông uyển cho dù bình thường cửa phòng và cửa viện đều khóa lại nhưng nếu có người muốn vào thì cũng không phải không có khả năng. Như vậy thực sự là rất khó điều tra. Hoác hoài tín nói xong thì nhìn sang hai ma ma. Hai người các ngươi biết chuyện không bẩm báo không tính là phạm tội thế, nhưng không biết khi người Tống Quốc công phủ đến sẽ xử lý như thế nào. Hiện tại các ngươi về đi, nếu như nghĩ ra cái gì thì phải ngay lập tức báo cho ta biết. Nếu như có thể giải oan cho tiểu thư các ngươi thì người Tống Quốc công phủ cũng sẽ hậu đái các ngươi. Khoảnh khắc mà hai vị mama nhìn thấy bộ giá y là đã biết sự tình bại lộ, được nghe thấy câu này của Hoắc Hoài Tín thì cũng chỉ biết gật đầu cáo lui lúc hai người vừa đi ngụy ngôn chi ở bên cạnh lầm bầm là có người lấy trộm giá y của tiểu nhu tri phủ đại nhân cuối cùng thì người phát hiện bộ giá y này ở đâu hoác hoài tín xoay người nhìn ngụy ngôn chi rồi đột nhiên hỏi tối nay ngụy ngôn chi ở đâu ngụy ngôn chi thoáng thất thần chiều nay mấy người bọn ta đến diễn võ trường tỷ thí sau đó chỉ điện hạ bị thương nên bọn ta đến tùng viên mãi cho đến khi thấy thương thế chỉ điện hạ không sao nữa mới rời đi. Lúc đó trời cũng tối rồi nên ta trực tiếp về Đông Nguyền, rửa mặt xong ta bắt đầu luyện chữ. Ban nãy lúc nhị công tử đến thì ta mới vừa viết xong một nửa, mảnh giấy hiện tại vẫn còn trên thư án, thì về của ta có thể làm chứng. Phòng ngụy công tử ở chỗ nào? Ngụy môn chi chỉ về hướng phòng chính ở ngay sau lưng. Chính là chỗ này, Hoắc Hoài Tín nhìn thoáng qua nha sai bên cạnh, người đó hiểu ý đi thẳng vào trong phòng Ngụy Môn Chi. Trong lòng Ngụy Môn Chi biết Hoắc Hoài Tín đang hoài nghi hắn, nên hắn cũng không nôn nóng, chỉ lặng lặng chờ nha sai kia đi ra. Nhìn thấy hắn bình tĩnh như thường, nỗi hiểm nghi của Hoắc Hoài Tín cũng vơi đi một nửa. Không lâu sau nha sai đi ra gật đầu với Hoắc Hoài Tín. Hoắc Hoài Tín liền ôm quyền nói: Ngụy công tử chớ trách đây chỉ là trình tự phá án. Ngụy Ngôn Chi lắc đầu, vội nói. Vậy bây giờ Chi Phủ Đại Nhân có thể nói hết rồi. Hoác Hoài Tín gật đầu, chỉ vào giá y kia. Một canh giờ trước, có người mặc giá y này giả dạng thành dáng vẻ của Tống Tiểu Thư dọa người trong hầu phủ. Theo như miêu tả của hạ nhân trong phủ, người đó là nam tử thân hình cao khoảng 6 thước, cho nên chúng ta mới đến điều tra. Ngụy Ngôn Chi đầy kinh ngạc dọa người giả dạng thành dáng vẻ của tiểu nhu để dọa người hoác hoài tín gật đầu cho nên đêm nay ngụy công tử có nhìn thấy người nào ra khỏi đông uyển không ngụy ngôn chi còn chưa kịp phản ứng chỉ mơ hồ mà lắc đầu ta ở trong phòng không ra ngoài nên không nhìn thấy nói xong hơi ngừng lại giọng nói không còn lưu loát có khi nào có khi nào là tiểu nhu trở về Nhạc Thanh tiến lên vỗ vỗ bả vai Ngụy Ngôn Chi. Ngôn Chi huynh nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ Ngôn Chi huynh cũng tin chuyện quỷ thần? Ngụy Ngôn Chi khổ sở. Mấy ngày nay đều mơ thấy oan hồn của Tiểu Nhu quay về, nàng luôn chất vấn ta vì sao vẫn chưa tìm ra hung thủ sát hại nàng. Ta, ta thực sự rất hổ thẹn. Hoắc Hoài tín thở dài. Ngụy công tử không cần sốt ruột, việc này chúng ta đang điều tra, chuyện tối nay chẳng phải là một bước ngoặt tốt sao? Nếu như có thể tìm thấy kẻ giả dạng kia thì chắc hẳn vụ án này cũng phá rồi. Ngụy Ngôn Chi gật đầu. Vậy tại hạ chờ tin tức của đại nhân. Dù sao cũng không còn nghi ngờ gì Ngụy Môn Chi nên hoắc hỏi tín gật gật đầu. Nam Bộc và hộ vệ Tống Thị rất nhiều, đám nha sai được căn dặn cẩn thận đã đến thẩm vấn, đợi cho đến lúc thẩm vấn từng người xong thì trời cũng gần sáng rồi. Đại nhân, đây là khẩu cung của mọi người. Bộ đầu phụ trách thẩm vấn là tề hàng, đôi mắt thâm quầng. Giọng nói của hắn thức tình đầu óc đang mơ màng của hoắc hoài tín, sau đó hắn chuyển lên một sấp giấy. Đây là sảnh bên của Đông Huyền, đám người hoắc hoài tín chờ ở đây, tinh thần tất cả đều suy sụp vì đã chịu khổ suốt cả một đêm. Tề hàng nói xong thần sắc mọi người đều tỉnh táo lại, hoác hoài tín khoát tay không xem ngươi trực tiếp nói đã hỏi ra cái gì rồi vẻ mặt tề hàng đau khổ nói không hỏi ra được cái gì hoác hoài tín dựng lông mày không hỏi ra cái gì phải không ai ra khỏi đông uyển tất cả đều có người làm chứng cho mình hơn nữa mọi người đa phần ở chung trong một phòng nên cũng không phải là chỉ có một người làm chứng còn có trong tất cả thị vệ tống thị không có ai thuận tay trái Ngụy Ngôn Chi ngước mắt, hơi kinh ngạc nói. Thuận tay trái. Đêm qua Hoác Hoài Tín cũng không nói đến điểm này. Hoác Hoài Tín gật đầu nhưng không giải thích làm thế nào biết được, chỉ nhìn sang phía Nhạc Quỳnh. Hầu ra, có lẽ người đó không phải thị vệ của Tống Thị, lần này khó giải quyết rồi. Có có khi nào là người hầu phù không? Đương nhiên Nhạc Quỳnh không cảm thấy người hầu phù có thể gây ra chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra ở hầu phủ nên ông quyết định dứt khoát nói. Hoác huynh, cần phải điều tra người hầu phủ. Hoác hoài tín hơi trầm ngâm, gật gật đầu, nhạc quỳnh liền xoay người căn dặn nhạc thanh và nhạc giá. Đi triệu tập hại nhân. Hoác hoài tín vốn tưởng rằng ắt hẳn đêm qua điều tra thì có thể tra ra chốt manh mối, lại không ngờ là chẳng tìm ra được cái gì. Như vậy thì vụ án này lại rơi vào bế tắc, trong lòng ông tràn đầy ảo não nhạc quỳnh cũng thất vọng không kém gì hai người cùng nhau ra khỏi đông uyển chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng vào lời khai của người hầu phù thế nhưng người hầu phù lấy động cơ gì mà giả trang dọa người vất vả cả một đêm nhưng lại không có kết quả gì vẻ mặt hoắc ninh cũng nặng nề hắn vừa trầm tư vừa bước đi chậm rãi nên tụt xuống cuối cùng Đợi đến lúc khôi phục lại tinh thần thì Nhạc Quỳnh và Hoắc Hoài Tín đã đi được rất xa rồi. Hắn cũng không gấp gáp, chỉ vắt óc suy nghĩ xem đêm qua có bỏ sót điểm nào không. Mải suy nghĩ, ánh mắt hắn vô tình quét qua mấy bóng dáng xinh đẹp đang đi men theo hành lang bên cạnh về hướng này. Hoan Ninh vốn tưởng rằng đó là tiểu quận chúa Nhạc Ngưng nên định tránh đi, thế nhưng nhìn kỹ lại hắn mới phát hiện người đi đến không phải Nhạc Ngưng mà là tần hoan mặc một bộ váy xếp ly màu xanh ra trời thiêu hình hoa sen liền cành. Hoắc Ninh nhớn mày, hắn hoàn toàn không nghĩ đến tần hoan lại ở trong hầu phù. Lời diễu cợt đêm hôm đó của nàng hiện tại vẫn còn văng vẳng bên tay hắn, mà hôm nay hắn lại thực sự đến hầu phù tra án. Nghĩ như vậy, Hoắc Ninh kiêu ngạo đi về hướng tần hoan. Trường 50, Giáo huấn Hoắc Ninh Tiểu thư, vì sao phải triệu tập Nam Bộc Hầu Phủ đến tiền viện? Đêm qua nghỉ ngơi ở chỗ nhạc ngưng, sáng sớm liền nghe nói nhạc thanh và nhạc giá đang triệu tập Nam Bộc Hầu Phủ, lông mày tần hoan hơi nhíu. Có lẽ là đêm qua tra xét tùy tùng của Tống Thị không có kết quả, cho nên mới tra đến Hầu Phủ. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Phục Linh vẫn còn sợ hãi, tiến lên nói khẽ với Tần Hoan. Tiểu thư, lát nữa chúng ta qua thăm thái trưởng công chúa xong rồi rời đi thôi chúng ta ở đây hai ngày cũng nên quay về tần phủ rồi mặc kệ là người của tống thị hay là người của hầu phủ nếu đã cố tình đến dọa chúng ta thì chắc chắn có ác ý chỗ này không an toàn nữa tần hoan biết phục linh sợ hãi ta biết suy nghĩ của em nếu bệnh của thái trưởng công chúa không còn đáng ngại nữa thì chúng ta đi phục linh gật gật đầu vừa ngẩng đầu lại ơ một tiếng Tần Hoan nhìn theo ánh mắt Phục Linh liền thấy Hoắc Ninh đang vênh mặt ưỡn ngực đi đến đây. Mí mắt nàng khẽ động đẩy, đương nhiên nàng hiểu vì sao Hoắc Ninh lại ở đây. Thấy Hoắc Ninh dùng ánh mắt kiêu ngạo tự mãn nhìn mình, Tần Hoan bước đi chậm hơn. Sao ngươi lại ở đây? Hoắc Ninh khẽ hất hàm, định làm ra vẻ không thèm để nàng vào mắt, thế nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Tần Hoan. Hôm nay tần hoan mặc váy xếp ly màu xanh ra trời thiêu hoa sen liền cành, tóc đen thả dài như thác, đôi mắt áng trong vắt, toàn thân ẩn dấu vẻ cao quý và nhu hòa. Dưới ánh nắng ban mai lờ mờ sáng, nhan sắc của nàng càng trở nên xinh đẹp. Tần hoan cười như không cười nhìn sang hoắc ninh, mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng ánh mắt diễu cợt kia của nàng cũng đủ khiến hoắc ninh phát điên. Ta đang hỏi ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hoác Ninh nhíu chặt lông mày, ban nãy hắn cố ra vẻ cao cao tại thượng thì giờ đây sụp đổ. Hắn lập tức cảm thấy lo lắng giống như có trăm móng vuốt cào xé trong tim vậy. Ánh mắt nàng nhìn hắn giống như nhìn người xa lạ, mà nét mặt của nàng còn lạnh lùng xa cách hơn cả hôm đó. Chẳng lẽ nàng không phải giả vờ? Chẳng lẽ nàng thật sự không còn tâm tư gì với hắn? Hoác Ninh siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa tức giận vừa nhục nhã, hắn vốn nên lập tức phất tay áo mà rời đi, không để lại cho nàng nét mặt tốt nào. Thế nhưng không biết vì sao mà hai bàn chân hắn giống như bị quả tạ nghìn cân đè vào, không thể nhúc nhích được. Hoác Ninh nghiến răng, giọng nói trở nên không được tự nhiên. Ngươi có biết lần này hầu phủ náo loạn? Lúc này sao ngươi lại dám đến hầu phủ? Nghe lời ta, ngươi phải quay về tần phủ nhanh lên. Trước khi án tử của Tống Tiểu Thư kết thúc thì ngươi đừng đến đây nữa. Nét diễu cợt trên mặt tần hoan tiêu bớt một nửa, ánh mắt nàng tối sầm xuống. Hoắc Ninh cũng không phải là người gian ác, thế nhưng hắn được cưng chiều quá mức khiến cho tính tình lẫn dáng vẻ đều đậm nét quý công tử, vừa tự đại vừa ngạo mạn. Hắn vẫn cố tình không hiểu, lúc cửu Tiểu Thư để ý đến hắn, nàng tôn hắn lên thành thần. Còn khi cửu Tiểu Thư không thèm để ý đến hắn nữa, hắn thậm chí còn không bằng ngọn cỏ dại ven đường hắn làm sao có thể hiểu được nếu như hắn chỉ ăn nói ôn tồn mềm mỏng một chút cửu tiểu thư sẽ vô cùng cảm kích hắn hoác công tử quá phận rồi giọng tần hoan lạnh lùng nghiêm nghị hoác ninh không tin được mà trợn tròn mắt tần hoan tiếp tục nói từ nay về sau hoác công tử đừng nên dùng mấy lời nói như vậy tần hoan và hoác công tử mới chỉ có duyên gặp gỡ được vài lần hoác công tử nói như vậy có hơi mạo phạm người ngoài nghe thấy e là sẽ hiểu lầm hoác ninh tức nghẹt thở từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ khó chịu thế này ngươi cái gì mà vài lần gặp gỡ người rõ ràng là hoác ninh định nói lại thôi trong lòng vừa phẫn nộ vừa không cam lòng dứt khoát ưỡn thẳng lưng nói rốt cuộc ngươi muốn gì lại muốn ta phải thế nào? Ta hiện giờ nói chuyện với ngươi đã đủ tốt lắm rồi. Ngươi sao vẫn còn không vừa lòng? Ánh mắt tần hoan hoàn toàn băng giá, Hoắc Ninh không chỉ ngạo mạn tự đại mà còn thích lừa mình dối người. Tần hoan cười lạnh. Hành động và lời nói của Hoắc Công Tử thật khiến cho người ta buồn cười. Ở Cẩm Châu đúng là xuất thân của Hoắc Công Tử không thấp, thế nhưng đại chu thiên hà rộng lớn, thân phận công tử chi phủ của Hoắc Công Tử lại là cái thá gì? Có phải bình thường người ta tán thưởng ngài quá nhiều nên hoắc công tử mới cho rằng người khắp thiên hạ ai ai cũng phải trước ngạo mạn sau cung kính với ngài? hoắc Ninh bị Tần Hoan nói cho tức đỏ bừng mặt, Tần Hoan lại nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. Huống hồ hoắc công tử thử để tay lên ngực mà tự hỏi xem, hoắc công tử có xứng đáng với những lời tán thưởng mà hàng ngày ngài nghe thấy không? Nếu không có chi phủ đại nhân, hoắc công tử lại là cái thá gì? trên mặt hoác ninh nóng như lửa thiêu, thế nhưng tay chân lại lạnh lẽo thấu xương. Giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình nào của tần hoan giống như tắt hai cái bạt tay vào mặt hắn, lại càng giống như lột sạch bộ hoa phục trên người hắn xuống. Không có thân phận công tử chi phủ, hắn có thể kết giao bằng hữu không? Hắn còn có thể được mọi người khen ngợi như sao vây quanh mặt trăng không? Hoác ninh siết chặt nắm đấm, cơ thể tức đến mức run rẩy, Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, hốc mắt hơi đỏ lên. Phục Linh nhìn Hoắc Ninh, chỉ sợ hắn bị Tần Hoan làm cho tức chết luôn tại chỗ nên vội vàng kéo kéo vai Tần Hoan. Tần Hoan cũng định dừng lại rồi nên nàng nhún người chào, ung dung đi lách qua bên người Hoắc Ninh mà rời đi. Nàng đi tiếp men theo hành lang về phía trước, đến một lối rẽ ngoặt nàng đã hoàn toàn cách xa sự tồn tại của Hoắc Ninh. Tần Hoan thở phào, nếu như Hoắc Ninh vẫn u mê không chịu tỉnh thì nàng đành phải dùng lời khó nghe hơn nữa để cho hắn thanh tỉnh minh mẫn lại rồi. Ha ha. Tần Hoan còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có một tiếng cười khẽ vang lên. Tần Hoan giật thoát tim, nàng quay đầu về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy Yến Chỉ đứng ở bên cạnh bức tường ngăn cách giữa hành lang và hoa viên, hắn mặc một bộ hoa bào màu đen, đứng đó nhìn nàng cười châm biếm. Tần Hoan nhíu mày, sau đó nhún nhún người. Bái kiến thế tử điện hạ. Phục linh sợ hãi nhất là Yến Trì, nàng vội vàng hành lễ theo tần hoan. Yến Trì chậm chạp bước đến phất phất tay về phía phục linh, phục linh nào dám không nghe theo, tần hoan còn chưa kịp lên tiếng nàng đã nhanh như chớp chuồn mất. Tần hoan đứng thẳng dậy nhìn Yến Trì. Nghe lén không phải hành vi của quân tử. Yến Trì nhuyến mày. Ta muốn đi thăm cô nái nái không ngờ tự nhiên lại gặp được cửu cô nương và hoác công tử, để tránh quấy giày hai vị nên ta chỉ có thể đứng ở đây chờ hai vị nói chuyện xong. Hơi ngừng lại, Yến Trì thở dài nhìn tần hoan. Hoác công tử cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lời nói này của cửu cô nương thật sự có hơi đả thương người. Huống chi tần phủ và hoác chi phủ cũng có giao tình, cửu cô nương không hề cố kỵ gì sao. Tần hoan hoàn toàn ung dung điềm tĩnh nhìn Yến Trì. Theo nàng thấy Yến Trì không phải là người sẽ quan tâm đến mấy việc lông gà vỏ tỏi này. Điền Hà cũng quá phận rồi. Nàng biết ban nãy nhất định Yến Trì nghe được câu này, nên Tần Hoan chỉ đơn giản tặng lại câu này cho hắn. Đáy mắt Yến Trì hiện lên tia sắc bén, hắn thu lại hứng thú trên mặt, ánh mắt cũng trầm xuống. Xem ra lời đồn quả nhiên là giả. Thần sắc Tần Hoan bất động. Lời đồn gì? Lời đồn cửu cô nương nhảy hồ tự vẫn vì hoắc công tử. Khóe môi tần hoan hơi cong. Gia đình quý tộc lúc nào cũng có những lời đồn nhảm nhì không tưởng tượng nổi, điện hạ không cần để ở trong lòng. Có điều. Yến chỉ nhìn chằm chằm vào tần hoan. Nếu như cửu cô nương không phải nhảy hồ vì hoắc ninh thì buổi tối 21 tháng 7 đã xảy ra chuyện gì khiến cho cửu cô nương suýt nữa thì mất mạng. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn